ដំបន់ខ្លះនៅកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងតិចតួចចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ធ្នូខាងមុខនេះ ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ធ្នូខាងមុខនេះនៅកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចនៅតំបន់មួយចំនួនយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីត្រនុងសម្ពាធខ
phiếp bếp này, nâng thơ ai đâm bọn tùm nếp con đàl, miên xây tôn hạ phiếp áp bạc bà mà, miên bì, mà phay bì, tơ mà phay bốn ông xa xế, nâng xây tôn hạ phiếp áp tế bà mà, miên bì xam sắp tơ xam sắp bì ông xa xế, tại ách miên phiêng thật liệt tích tuổi lược lên tài rít thị nếp nông bình, khai phía kháng kram, đại phiêng ách thật liệt khăn nông cầm đất mật chung đòi ơn lỡ bọn nó. Chấm nách đâm bọn khắp buông riếp, miên xây tôn hạ phiếp áp bạc bà mà, miên bì mà phay đòl mà phay bì ông xa xế, nâng xây tôn hạ phiếp áp tế bà mà, miên bì mà phay bà mấy tơ xam sắp ông xa xế, đại nâng ách miên phiêng thật liệt tích tuổi tài bọn nó. Đòi lách nơ đâm bọn mốt xa mốt vĩnh, miên xây tôn hạ phiếp áp bạc bà mà, bì mà phay bây tơ mà phay bà mà ông xa xế, nâng xây tôn hạ phiếp áp bạc bà mà, miên bì xam sắp tơ xam sắp bì ông xa xế, nâng ách miên phiêng thật liệt tích tuổi tài bọn nó. Cả xuông tha, à xây đôi bàn châm riếp chun kháng lơ, tôm xa thiên rạ chun, tổ tuôn chiếp chiếp bò miên. RA7, đại chính, nơi phiếp toán xa mày.